Rồi, mình và ông chú mình quyết định vào một ngôi chùa ở ngay chỗ Lương Sơn đây các bạn nhé. Yeah, đồng ơi. Nếu mà mở thì mình xin vào, còn không mở thì mình quay ra. Đây, vào một cây cầu nhỏ này. Từ phía ngoài nhìn vào là các bạn thấy rồi. Đặc màu đặc trưng của ngôi chùa là màu đỏ và màu vàng. Đây. Đi tích lịch sử cấm bán hàng rong. Không có mở. Không, cửa phụ hả chú? Cổng phụ á. Đâu có. Có, cháu vào cho xem nhé. Cháu thấy có người đi mà. À, có được vào không anh? Có được vào chơi không? Đấy, cậu bên này. Cậu bên này. Cậu bên này, đấy. À, để xe ngoài. Để xe ngoài, thì chú chui. Hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi. À, vâng. Tức là họ chỉ hé mở thôi các bạn nhé. Họ chỉ hé mở cho người quen vào thôi. Đây. À, cái này gọi là Đình Lương Sơn. Này, Đình Lương Sơn. Một ngôi đình nho nhỏ thôi, nhưng mà khuôn viên cũng khá là rộng. Phía dưới kia còn rất nhiều diện tích chưa được sử dụng đến. Và đình, đây là đình Lương Sơn. Trước đình là một cây hoa phượng rất lớn. Vâng. Chào các chị nhá. Em tham quan quay ngôi chùa xíu, ngôi đình xíu. Đình này có thể lâu chưa chị? Có lâu hả? À, đó là lúc sửa lại hả? 2009 là cái giai đoạn sửa lại mà. Chứ còn chị. À, tức là từ lâu rồi mình không biết, nhưng mà từ hồi mà chỉnh chu lại là 2009. Dạ, cảm ơn chị nha. Cái ngôi đình này thì thường là dịp nào mà người ta đến đông chị ơi? Mùng 8. Mùng 8. Mùng 8 18. À, tháng 3. Vâng. Dạ dạ. Cảm ơn chị. À. Dạ. Thế đúng rồi, mùa mà có hoa phượng là đẹp phải chưa? Nhưng mà quả phượng cũng đẹp mà. Vâng. Đây. Những ngày 8, những ngày 8, 18, 28 và những ngày tháng 3 thì ngôi đền, ngôi đình này sẽ có nhiều người đến hơn. Nên là hiện tại họ chỉ mở hé cửa thôi. Gặp người thì mình xin vào thì mới vào được. Đây. Đây gọi là đình Lương Sơn. Vâng. Đã được chỉnh chu và hoàn thiện làm đẹp hơn vào năm 2009. Còn trước đó thì có được khi nào thì chị vá lưới chị cũng không thể nắm được. Rồi, xin thiệu các bạn, trước mặt mình đó chính là đình Lương Sơn. Đình Lương Sơn ở Lương Sơn. Trong đóng cửa không vào được. Dạ, mình chỉ đi được một vòng thôi. Đó. Và một bức tranh rất đẹp này các bạn ơi. Đây. Có bức tranh rất đẹp. Ủa, cây này quả đẹp không chú? Cây chú biết cây này cây gì không? Có những quả chùm chùm ở trên kia. Đây, đây là di tích lịch sử rồi. Đây. Di tích lịch sử văn hóa đình Lương Sơn, xã Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang. Đình Lương Sơn được khởi dựng vào cuối thế kỷ 19 để thờ thành hoàng làng. Vâng. Và phối thờ Thiên Y Thánh Mẫu, Tiền Hiền, Hậu Hiền. Đình còn bảo lưu được hai đạo sắc phong do vua Triều Nguyễn ban tặng.
Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đình là cơ sở hoạt động cách mạng, góp phần vào thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hàng năm đình là nơi tổ chức lễ hội truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Rồi. Vậy là mình đã biết lịch sử của ngôi đền là có từ cuối thế kỷ 19 nha các bạn nha. Có từ cuối thế kỷ 19. Còn gạo đẹp ghê mà mình không có tele sao chụp được cả. À cây gạo chú. Ừ. Đây là cây gạo hả? Vâng. Sao mình chụp được nó thì nó không có cái ống tele. Nó chụp quá đẹp. Vậy là cây này có từ lâu rồi đấy. Cây này chắc có từ hồi mà từ có ngôi đình này. Cuối thế kỷ 19 thì cũng được hơn 100 năm rồi. Năm 2020 rồi. Cây đã đang ra quả đẹp mà mình không có chụp được, không tới. Đúng rồi, cao quá. Đây chú chụp những cái bài gần đây nè chú. Quả thấp đấy. Thấp thôi. Mấy cái chùm đẹp nó nằm trên cây dừa. Dạ đúng rồi. Vâng. Chú mình đang chụp cây hoa gạo đây, quả gạo đây. Gạo hay nhỉ? Nhìn rất là hay ha. Ờ cái quả nó đẹp. Nó gõ tóc tóc như cái mỏ nó khô á. Rồi, đây là chuyến hành trình của hai chú cháu mình sáng nay tại Nha Trang, ra Lâm Sơn đã tham quan và check in được rất nhiều điểm. Dạ đúng rồi. Mình lấy cái hàng nó ra khi nó khô. Điểm đầu tiên là khu vực bến du thuyền, khu vực chợ dân sinh, và điểm thứ hai là đình Lương Sơn. Cái quả này thì nó không có đỏ, nhưng mà mình chụp được mà nó không đỏ. Còn cái quả đỏ nó nằm trên. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Và một ngày đẹp trời khác, mình sẽ lại tiếp tục đi quay, đi review về những địa điểm lịch sử, thắng cảnh, khu ăn uống, khu chơi, khu mua sắm tại Nha Trang. Chào các bạn.